Hi, xin chào quý hàng cũng như là anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh. Thì hiện tại Khánh đang có mặt tại bãi xe ở phường Bình Triệu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là bãi xe của Hino Đạt Phát Tính bên Khánh luôn. Thì sẵn tiện có những cái dòng xe cũng như là theo nhiều yêu cầu của anh em, thì bảo với Khánh rằng là em quay cái bãi xe thì bây giờ bên em đang đóng những dòng xe gì để anh có thể lựa chọn và kích thước thùng như thế nào cũng như là tải trọng cho phép chở như thế nào để anh lựa chọn cho những cái dòng xe, những cái tải trọng nó phù hợp với lại bên cái hàng hóa cũng như là lượng hàng của anh chuyên chở như thế nào. Thì sẵn tiện video ngày hôm nay thì Khánh sẽ quay cho quý hàng cũng như là anh em xem và tham khảo qua bãi xe Hino Đạt Phát Tính bên Khánh đang có những dòng xe gì cho mình lựa chọn nha. Thì Khánh sẽ đi, hiện tại bây giờ sẽ đi lộn xộn nha anh em, không phải là đi theo thứ tự từ dòng nhỏ đến dòng lớn. Thì Khánh sẽ đi từ đầu, từ không gian bên đây qua không gian bên kia cho anh em lựa chọn nha. Trước mắt quý anh em như là anh em, đây là phân khúc FC, nằm ở phân khúc C500, đó là FC9ZNTC. Và đây là phân khúc siêu dài và dài nhất của nhà Hino FC nha. Đây là phiên bản Hino 6 tấn 2, thùng lọt lòng thùng là dài 7m2. Anh em đóng thùng mua bạc được khách hàng ủng hộ tại Hino Đạt Phát Tính bên Khánh, đóng thùng vững nhôm tiêu chuẩn nha. 6 tấn 2 thùng 7m2. Đối với phiên bản tiếp theo là phiên bản Hino FC9ZLTC, và đây là phân khúc Hino 6 tấn rưỡi và thùng lọt lòng thùng là dài 6m7, được khách hàng tin tưởng ủng hộ tại Hino Đạt Phát Tính bên Khánh, đóng thùng là mua bạc sắt tiêu chuẩn. Tiếp đến nữa là phiên bản Hino XU730. Đây là phân khúc Hino 5 tấn, kích thước lọt lòng thùng là hiện tại bây giờ được 5m6 đối với thùng kính nha. Đây là thùng kính, khách đóng thùng kính tiêu chuẩn. Thì phiên bản này rất là phù hợp cho mình chở những mặt hàng mà tránh thời tiết môi trường, đó là mưa gió và đảm bảo độ an toàn, tránh mắc mát nha. Phù hợp cho mình chạy những hàng bãi hoặc là hàng tạp hóa. Tiếp đó là phiên bản Dicho, với độ 342 nhập nguyên chiếc tiện đô. Đây là phiên bản 5 tấn, thùng kính lọt lòng thùng là 4m5. Và xin thưa với anh em rằng là phiên bản Hino Ducho trên thị trường thì bây giờ là nhà máy đang ngưng sản xuất nha anh em. Phiên bản này khách hàng đã đặt trước đó thì bên Khánh sản xuất cho khách hàng. Tiếp đến là phiên bản Hino Ducho 720. Đây là phân khúc 3 tấn rưỡi, thùng hiện tại bây giờ lọt thùng là 5m2 đối với thùng kính nha. Còn đối với hiện tại bây giờ thùng mua bạc thì anh em có thể đóng được thùng là 5m3, tải cho phép chở 3 tấn rưỡi, tổng tải của nó là 7 tấn rưỡi. Đây, Ducho 720 nhập CKD 3 cục, lắp ráp tại Việt Nam, giống như phiên bản Hino 730. Về thiết kế ngoại thất và nội thất đều giống nha. Tiếp đến là phiên bản Hino 6 tấn rưỡi, thùng dài 6m7, FC9ZLTC, nằm ở phân khúc C500, được khách hàng đóng thùng là bự nhôm inox nha. Cũng nhôm inox anh em có thể thấy trước mắt đây. Tiếp đến là phân khúc Hino FC ZL, cũng là thùng bự nhôm inox luôn. Hai em nằm song song hai bên nha. Đây là phiên bản hai chiếc nằm song song hai bên đây. Thuộc phân khúc C500. Tiếp đến nữa là phân khúc màu sơn phong thủy, cabin màu vàng theo yêu cầu khách hàng. FC ZN, tấm thùng bẩn nhơ minox, đó là thùng 6 tấn 2, kích thước lọt lòng thùng là 7m2. Và đây là phân khúc cao cấp hơn, phân khúc Hino 8 tấn, nằm cũng ở phân khúc C500, đó là FG8ZT7A, thùng mua bạc nha. Khách hàng đóng thùng mua bạc bẩn nhôm tiêu chuẩn và kích thước lọt lòng thùng phiên bản này lên đến đó là 8m8. Đấy, Khánh quay cho anh em xem những cái dòng xe hiện tại bây giờ đang có tại bãi Hino Đạt Phát Tính bên Khánh. Và mình có thể xem video và lựa chọn những cái dòng xe nào mà phù hợp với lại hàng hóa chuyên chở của mình cũng như là nhu cầu kích thước lọt lòng thùng. Tiếp đến nữa là phân khúc Hino FC ZN, đây là chở pallet nha, đây là full cửa luôn đây. Chở pallet của mình full cửa luôn, mở tới 6 cánh nha nè. Mở 6 cánh mình chở pallet FC9ZNTC. Đối với phân khúc này thì tại bây giờ nếu mà đóng thùng kính thì còn đâu đó tầm khoảng 6 tấn. Và kích thước lọt lòng thùng lên đến 7m2 nha nè. FC9ZN, đây là chassis FC9ZN luôn. Thường nếu mà đóng mua bạc là anh em được 6 tấn 2, còn 7m2. Và đóng thùng kính còn lại khoảng 6 tấn. Đây thì FC9ZNTC luôn, đóng thùng full inox nha. Đây, thùng full inox, khách hàng đóng thùng full inox tại Hino Đạt Phát Tính Bến Khánh, 6 tấn 2, kích thước lọt lòng thùng là siêu dài 7m2. Phiên bản tiếp theo là FC ZL, đóng thùng mui bạc bẩn nhôm tiêu chuẩn. Đây, 6 tấn rưỡi, thùng lọt lòng thùng là 6m7 nha. Đấy, phiên bản đây là phiên bản khá là hot, hiện tại bây giờ bên Khánh bán khá là nhiều cho khách hàng đây. Vẫn là Hino FG của phân khúc series 500, nhưng mà tải khá là lớn, là lên đến 8 tấn 9. Kích thước lọt lòng thùng thì chỉ là 8m thôi, khách hàng đóng thùng bẩn nhôm tiêu chuẩn nha. Đấy,
anh sẽ đi ra phía sau nữa, còn khá là nhiều. Tại bây giờ bên bãi xe bên Khánh đang có những dòng xe khách hàng đã đặt rồi nha anh em. Thì mình có nhu cầu những dòng như thế nào thì xem video của Khánh và liên hệ với Khánh nha. Còn đây là phân khúc Hino FL8GW3A, Hino 3 chân cầu lết đóng thùng kính nha. Khách hàng đóng thùng kính, mở một cửa hông, phù hợp cho mình đi hàng nặng, hàng cồng kềnh, hàng công ty. Phiên bản đây là phiên bản mui bạc Hino 3 chân cầu lết FL8GW3A, tải cho phép chở là 10 là 4 tấn 8, tấm thùng bửng nhôm tiêu chuẩn, thấm theo màu sơn của khách hàng, màu đỏ nha. Phía sau thì có một số dòng ba chân nữa, nhưng mà đi phía sau thì sâu quá. Đây là phiên bản xe chassis, chuồn chuồn chassis trước khi gắp thùng lên, FL8GW3A, cầu lết nha nè, cầu lết, chassis cầu lết 15 tấn, có thể đóng thùng mua bạc, thùng kính, tải cẩu, đa dạng thùng luôn. Còn đây là siêu phẩm nữa nè, đây là thùng kính nhưng mà FG Ultra Long, thùng siêu dài, lên đến 10m nha. Màu sơn thì cũng phong thủy theo khách hàng, khách yêu cầu sơn màu xanh, xanh nhà máy nha, bên Khánh cũng đáp ứng luôn, khá là đẹp và bắt mắt. Đóng thùng kính, lên đến ở phiên bản này lên đến 55 khối nha nè. Đây cũng phân khúc FL nhưng mà thùng ngắn nha, FG chứ, sorry nè, FG GT. FG GT là chassis, em có thể đóng thùng 8m, 8m6, 8m8, khá là thoải mái cho mình. Còn đây là phân khúc Isuzu 650, bên bãi xe Hino đã phát tính bên Khánh nha nè. Em thông cảm bãi xe thì hiện tại bây giờ khá là chặt, Khánh sẵn tiện ở đây, Khánh quay cho anh em xem. Mình có nhu cầu đầu tư dòng nào thì inbox với Khánh nha. Isuzu 650, tải cho phép chở là 1 tấn 9, tổng tải dưới 5 tấn, đi đường thành phố, giờ cấm tải rồi thoải mái luôn, đóng thùng mua bạc nha. Những dòng xe đây khách hàng đã đặt rồi và bên Khánh đã hoàn thiện cho khách. Anh quay cho anh em xem và tham khảo qua mình đang có nhu cầu đầu tư những dòng nào thì có thể lựa chọn. Đây thì 6 tấn 2 thuộc 7m2, thì đợt này về khách hàng đầu tư khá là nhiều 6 tấn 2 thuộc 7m2. Đây, tiếp đến nữa là phân khúc Isuzu 710, dòng này của hiện tại bây giờ cũng đang hot nha, đi vào thành phố khá là thoải mái luôn, cabin khá là rộng rãi, thiết kế giống như 720 730. Đây là phiên bản Isuzu 710, tải cho phép chở đó là 2 tấn 4, tổng tải là 5 tấn rưỡi nha. Hiện tại bây giờ thành phố Hồ Chí Minh thì mình chỉ cấm tải là dưới 2 tấn rưỡi thôi, còn phiên bản này là 2 tấn 4, thì anh em chở hàng thoải mái luôn, có thể đóng thùng mua bạc sắt tiêu chuẩn như này, là mua bạc bằng nhôm inox hoặc là đóng thùng kính, thùng bảo ôn đông lạnh cũng có luôn nha anh em. Phiên bản tiếp theo là phiên bản xe Ben. Phiên Ben thì hiện tại bây giờ xin thưa anh em là ngưng sản xuất rồi, nhà máy ngưng sản xuất đối với phiên bản này rồi. Có thông tin phong phanh thì đâu có, khoảng đầu tháng 10 thì sản xuất lại, nhưng mà chưa nắm chính xác nha anh em. Xe Ben này, dòng này thì khách hàng sau cái thời điểm nhà máy ngưng sản xuất thì khách hàng đổ xô nhau mua khá là nhiều. Ben Ducho. Hiện tại bây giờ đối với phiên bản này là không mở bẩn nha. 4 tấn rưỡi thùng Ben 3,5 khối. Phía trước nữa là những cái siêu phẩm nữa, khách sẽ quay phía trước cho anh em xem. Đây là phiên bản thùng này là thùng bảo ôn nha, 8 tấn. Thùng này lọt lòng thùng là đâu đó được 7,9. Tải cho phép chở 8 tấn thùng bảo ôn. Thương hiệu đông lạnh bảo ôn là thương hiệu Trần Auto bên Khánh đang đóng cho khách hàng. Đây, anh em có thể thấy đây, thùng bảo ôn nha. Tiếp đến nữa là thùng bui bạc 3 chân 15 tấn. Và phiên bản này khá là hot nè, phù hợp cho mình chở pallet, hai cái khung chuồng heo bỉ hai bên thì sẽ đẩy lên. Và đối với phiên bản này chỉ mở 7 bẩn thôi nha nè, mở 7 bẩn thôi. 3 chân 15 tấn, thùng tới 9m45. Đấy, em có thể thấy đây, tải cho phép chở nè, ra cho khách hàng công ty cổ phần Thắng Lợi Bình Dương ở 61 gây biển số rồi nha, 14 tấn 8, tổng tải là 24 tấn, trọng lượng bán thân là 9.005 kg, cặp bên là xe đông lạnh nha nè, đông lạnh với thương hiệu Trần Auto, đóng máy lạnh là Damonator. Thùng hiện tại bây giờ được là thùng với phiên bản này thùng 7m9 như lọt lòng thùng 8m nha, Hino FR thuộc phân khúc series 500. Thì Khánh cũng vừa đi tổng quan một vòng cho quý khách hàng cũng như là anh em tham khảo qua xem những cái dòng xe. Hiện tại bây giờ thùng cũng như là tải trọng cho phép chở tại Hino đã phát tính bên Khánh và đang ở bãi của Khánh nha. Thì trước mắt anh em là những cái dòng xe mà khách hàng đã đặt rồi, và Khánh quay những cái dòng xe hiện tại bây giờ sử dụng khá là thông dụng của khách hàng, cũng như là anh em có nhu cầu đầu tư thì liên hệ với Khánh qua số hotline 0938285259 cái để bên cạnh màn hình, thì Khánh sẽ giải đáp, tư vấn, hỗ trợ cho mình
từ A đến Á nha. Đấy, từ quý này cũng như là anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với Khánh qua số hotline hỗ trợ cho mình. Cái này cũng như là anh em mà cảm thấy video hay cũng như là ý nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh, cũng như đừng quên chờ đón những video tiếp theo của Khánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.